Được rồi, mọi người tiễn tôi tới đây được rồi. Đừng đi nữa, nguy hiểm lắm. Hãy mau quay về hang ổ của mình đi. Anh ơi, hãy cẩn thận. Có lẽ cuộc chiến giữa những bích tai thành đến từ quá khứ và lũ bi xe mệt vẫn còn nên rất nguy hiểm. Em đừng quá lo vợ à. Dù có nguy hiểm tới đâu, anh vẫn quyết ra ngoài chiến trường để xem tình hình như thế nào. Hy vọng bích tai tình họ đã chiến thắng được lũ BCM giúp chúng ta lấy lại thế giới này. Vậy thì anh hãy bảo trọng, nhớ có gặp nguy hiểm thì hãy núp vào một nơi thật an toàn nhé. Anh biết rồi, anh đi đi. Em và mọi người hãy nhanh chóng quay về căn cứ của chúng ta núp đi. Anh ơi, khoan đã, một chút thức ăn em đã chuẩn bị cho anh. Anh hãy cầm theo nè. Em cứ giữ lấy cho mọi người ăn đi. Anh không cần đâu. Anh đi đây. Đau quá, đau quá. Có ai cứu tôi với? Hả? Gì thế kia? Chết tiệt, lũ quái vật kia. Mau tránh xa Skibidi Man đó ra. Hay quá. Làm ơn giết chết lũ quái vật đang xé xác tôi. Chết tiệt, cứ yên tâm đi anh bạn. Lũ quái vật này, bọn chúng không phải là đối thủ của tôi đâu. Chết đi. Này. Hả? Là một bi xí men à? Khốn kiếp, thì ra là các ngươi. Hả? Là lũ Clockman. Khốn kiếp, chính các ngươi đã mời gọi lũ Bích Titan tới thế giới này giết loài của chúng ta. Thật đáng đời. Có lẽ bởi vì loài của các ngươi vô cùng xấu xa, vô cùng độc ác, nên ông trời đã sai khiến cho những chiến binh bảo vệ đa vũ trụ đến từ quá khứ, tức là những bích tai tanh, họ đã đến đây giúp chúng ta lấy lại thế giới này. Chết tiệt, bọn ta có chết thành ma cũng không tha cho loài của các ngươi. Đáng ghét, ngươi sắp chết rồi mà còn nói những điều xấu xa, vậy thì ta sẽ ăn thịt xé xác ngươi luôn. Hay quá, mình đã hấp thu thứ năng lượng của BC Man này, giúp người của mình to lớn hơn. Được rồi, vậy thì mình sẽ đi xa hơn để xem tình hình thế giới này đã thật sự an toàn chưa. Hay quá, lũ BC Man chết nằm la liệt khắp mọi nơi. Hả? Đằng kia là chúa tể của bọn chúng, Super Titan BC Man cũng đã bị đánh bại rồi. Hay lắm. Xin chào người Lê gần tai tận BC Man. Khoan, cái nào vậy? Người là ai? Người quên ta thật mau đó. Ta là Super Titan Real Man. Ta cùng với đội quân của mình đã xâm chiếm nơi này rất nhiều lần, nhưng đều bị ngươi và thuộc hạ của ngươi đánh bại. Ta không ngờ lần này ta quay trở lại đây một lần nữa thì thấy loại BC Man của các ngươi bị thương và chết sạch. Ông trời đã giúp ta. Được rồi, ta sẽ bắt đầu chiếm lấy hành tinh này thuộc về loài của ta. Không, ngươi đừng không. Lần này ta xâm chiếm hành tinh này, ta đã liên minh với lũ tai tành xương sọ. Một tí nữa thôi bọn chúng sẽ tràn tới đây, xé xác ngươi, hấp thu năng lượng của ngươi đó. Ngươi hãy chuẩn bị tinh thần đi. Chết tiệt, tình chúa tể Super Tai Tành BC Man kia. Loài của các ngươi đã bị những bích tai tình trong quá khứ tiêu diệt sạch sẽ rồi. Các ngươi còn gọi những kẻ nào tới đây nữa? Mau trả thế giới này cho loài Clockman bọn ta đi. Là lũ Clockman các ngươi. Chết tiệt, các ngươi đã dẫn dụ lũ bích tai tình tới đây giết loài của bọn ta. Lũ ngu ngốc này, bọn ta chết rồi. Bao nhiêu thế lực ngoài hành tinh sẽ tới đây chiếm lấy hành tinh này? Điển hình là tên Real Man hồi nãy. Cái gì chứ? Không thể nào. Không phải loài của các ngươi là độc ác nhất hay sao? Thì bọn ta bá đạo lộng quyền, nhưng bọn ta luôn góp sức chống lại những thế lực ngoài hành tinh xấu xa. Bây giờ bọn ta không còn nữa thì chắc chắn lũ khốn ngoài trái đất đó sẽ vào đây và chiếm lấy hành tinh này, giết sạch các ngươi cho mà xem. Không, vậy thì ta phải mau đi giải cứu gia đình của ta. Dừng lại, người không thể làm gì bọn chúng đâu. Vậy thì ta
sẽ tặng cơ thể của ta cho ngươi, toàn bộ sức mạnh cho ta, sẽ đánh thức sức mạnh tiềm ẩn của loài Clockman các ngươi. Hãy tới đây, nuốt lấy cơ thể ta đi, sẽ đánh đuổi được lũ khốn kiếp xâm lược ngoài hành tinh đó. À, vậy thì ta không khách sáo nữa, ta sẽ nuốt lấy người của ngươi. Hay lắm, mình đã biến thành một Titan Clockman rồi. Nhưng khoan, mình dường như cảm thấy có một nguồn năng lượng rất lớn đang bị ngưng tụ, chưa có thể phát ra ngoài được trong bụng của mình. Thôi, mặc kệ, như vậy là tốt lắm rồi. Nhanh chóng quay về gia đình của mình. Lũ bị xi men chết hết rồi, mau giết sạch tất cả sinh vật ở hành tinh này. Chúng ta phải biến nó thành hành tinh mới của chúng ta. Khô kiếm là lũ Real Man Toilet. Chết tiệt. Vậy là tên chúa tể Super Titan BC nói không sai. Bọn khô kiếm này từ bên ngoài trái đất sắp chiếm tới đây. Vậy thì mình sẽ không tha cho bọn chúng, mình sẽ giết sạch bọn chúng. Chết tiệt. Sao chúng ta không thể di chuyển được thế này? Nhìn kìa, là một tên Titan Clockman màu vàng. Khô kiếp, có lẽ là hắn đã gây ra chuyện này. Hắn tấn công đồng loại của chúng ta kìa. Chết đi, đồ khốn kiếp. Đúng là như vậy, ta là một Titan Clockman đến từ trái đất này. Khó khăn lắm, bọn ta mới có thể chiến thắng lũ BC Man. Vậy mà các ngươi thừa nước đục thả câu, tới đây để xâm chiếm hành tinh này, rồi giết hết những sinh vật khác hay sao? Ta không cho phép các ngươi làm như vậy. Mẹ kiếp, tên nhãi mép đi. Hắn to gan một mình dám đối đầu với binh đoàn của chúng ta. Nào, tất cả Real Man Toilet, mau tập hợp lại đi. Khoan vào người hắn, để hắn không còn một miếng thịt nào trên cơ thể của mình. Cho hắn chết không toàn thây. Khô kiếp. Bọn ta đã đối đầu cực khổ với lũ BC Man. Bọn ta cảm nhận được bọn chúng đã độc ác rồi. Thật không ngờ lại gặp thêm các ngươi. Các ngươi còn nhẫn tâm bẩn thỉu hơn nữa. Được lắm. Các ngươi nghĩ các ngươi đông à? Vậy thì một mình ta sẽ cho các ngươi chết hết luôn. Thứ này mạnh quá. Chạy thôi. Các ngươi đừng hòng chạy. Dịch chuyển tức thời. Chết hết luôn đi. Hay lắm. Cuối cùng mình cũng đã khai mở được cái sức mạnh năng lượng đang tiềm ẩn trong cơ thể của mình. Mình đã đạt được một trạng thái siêu cấp rồi. Tiến lên nào. Mẹ kiếp, mau khai ra. Tên đó đâu rồi? Tên đó đã hấp thu và ăn sạch năng lượng của Super Titan BC Man đâu rồi? Bọn ta không biết. Người nói gì bọn ta không hiểu. Tên Super Titan Real Man đã hứa tặng toàn bộ cơ thể của lũ BC Man cho bọn ta, để bọn ta giúp bọn chúng xâm chiếm hành tinh này, đặc biệt là cơ thể của tên Super Titan BC. Thật không ngờ lại bị một tên Clockman chiếm lấy. Bây giờ bọn ta phải tìm bằng được hắn. Không, bọn ta không biết. Này, dừng lại lũ chết tiệt kia. Các ngươi không được làm hại đồng lợi của ta. Thế nào vậy? Cái gì đây? Một bích Titan Clockman à? Khốn kiếp, không lẽ chính là thứ đó đã phỏng tay trên của bọn ta, hấp thụ lấy cơ thể của Legend BC Man. Cầm mồm các ngươi lại đi. Legend BC Man đã trao cơ thể của hắn cho ta. Ta không có ăn cắp hay phóng tay trên các ngươi cả. Còn các ngươi rút cuộc là bọn nào? Tên khốn kiếp, bọn ta chính là liên minh của Legend Real Man. Bọn ta sẽ lấy lại những gì mà ngươi ăn cắp của bọn ta. Hãy trả lại thứ sức mạnh đó đây. Chết tiệt. Thì ra các ngươi chung một phe với cái bọn xâm chiếm hành tinh đó à? Vậy được lắm. Ta sẽ thanh lý các ngươi luôn một thế, để các ngươi khỏi phải làm cái. Cẩn thận anh em. Chết tiệt. Phải bấm thứ này ra thật chậm anh. Chúng ta phải đoạt lại sức mạnh đó. Sức mạnh đó rất cần thiết cho lời của chúng ta. Anh ơi, Clockman ơi, có phải là anh không? Là anh đây. Chết tiệt,
Bọn khốn này đã làm gì mọi người và em vậy? Khốn kiếp, khốn kiếp, anh không tha cho bọn chúng đâu. Anh sẽ hủy diệt sạch bọn chúng, cho bọn chúng tan thành mây khói. Chết tiệt, sao loại của Lockman lại xuất hiện một kẻ mạnh thế này? Không hay rồi, không hay rồi. Tất cả những tay tình xương sọ còn sót lại, mau, bỏ chạy đi, bỏ chạy đi. Giữ lại giống loài của chúng ta. Em ơi, em ơi, em không sao chứ. Anh quay trở về rồi, anh sẽ bảo vệ em và mọi người.